Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2024. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Như thường lệ, trong bản tin hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về giá ga trên thị trường thế giới. Tiếp theo là thông tin về giá CPLPG tháng 5 và dự báo về giá ga trong nước tháng 5 mới nhất. Cuối cùng là những thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 24 tháng 4, giá CPLPG tháng 5 biến động giảm mạnh trên thị trường. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay ngày 24 tháng 4, theo giờ Việt Nam, giá ga tại thị trường thế giới giảm 0,19% xuống mức 2,12 USD trên 1 MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 6 năm 2024. Từ đầu tuần đến nay, giá ga trên thị trường thế giới ghi nhận tăng so với tuần trước. Theo ước tính từ các nguồn tin, giá LNG trung bình giao tháng 6 tới Đông Bắc Á đạt 10,5 USD trên 1 triệu đơn vị nhiệt Anh, mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 1. Giá đạt mức cao nhất trong 15 tuần vào đầu tuần này, lên 11 USD trên 1 MMBTU. Theo dõi mức tăng trên thị trường khí đốt châu Âu, nhưng đã giảm đáng kể từ đó. Thưa các bạn, Alex Frawley, nhà phân tích LNG tại ICIS, một công ty tình báo kinh tế cho biết, giá khí đốt giao ngày tăng cao trong tuần trước, do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, nguồn cung khí đốt sụt giảm tại các nhà máy LNG của Mỹ, ngừng hoạt động của Na Uy và việc Ai Cập quay trở lại chế độ nhập khẩu. Ông nói thêm, giá dầu tăng sẽ đẩy giá các hợp đồng nhập khẩu LNG liên quan đến dầu mỏ, vẫn phổ biến ở châu Á, nguyên liệu thô của Mỹ giảm, có thể dẫn đến sự sụt giảm trong sản xuất và xuất khẩu, mặc dù điều đó có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tại châu Âu, giá xăng tăng mạnh vào đầu tuần, chủ yếu do lo ngại về Freeport LNG và dự báo thời tiết mát mẻ hơn trong thời gian còn lại của tháng 4, đồng nghĩa sẽ có sự gia tăng ngắn hạn nhu cầu sưởi ấm vào giữa hoặc cuối tháng 4. Trên thị trường LNG giao ngay, giá cước Đại Tây Dương và Thái Bình Dương vẫn ổn định trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá CPLPG tháng 5 năm 2024, ghi nhận trên thị trường, tính tới sáng ngày 24 tháng 4 năm 2024, giá CPLPG tháng 5 năm 2024 hiện đang có mức giá là 585,3 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 4 là 32,2 USD trên tấn. Nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas trong nước tháng 5 năm 2024 sẽ điều chỉnh giảm, bình 12 kg giảm 9.756 đồng trên bình, bình 45 kg dự báo giảm 36.582 đồng trên bình. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ghi nhận giá gas bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế VAT tháng 4 năm 2024 tại thị trường Hà Nội là 456.100 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.824.300 đồng trên bình công nghiệp 48 kg. Lần lượt giảm 4.640 đồng trên bình 12 kg và 18.460 đồng trên bình 48 kg. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Petro, cho biết giá gas Saigon Petro tháng 4 năm 2024 giảm 4.500 đồng trên bình 12 kg, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không quá 438.500 đồng trên bình 12 kg. Như vậy, tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá gas đã có 3 lần tăng và 1 lần giảm. Trong đó, giá gas tháng 1 tăng 500 đồng trên kg, tháng 2 tăng 417 đồng trên kg và tháng 3 tăng 167 đồng trên kg. Trung bình mỗi bình gas dân dụng 12 kg tăng khoảng hơn 13.000 đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.